À, xin mến chào cô chú anh chị ha. Đây là cái giường ngủ nè. Đó. Giường ngủ giờ nhớ nằm tí xíu cho nó khỏe. Ê. Đôi. Đi nhiều quá vậy nên nó hơi mệt. À. Đây là cái loại hình homestay đó vậy. Nó thì cái chỗ này ha, nó đơn giản hơn khách sạn nhiều. Đó, nhưng mà với người đi du lịch đó vậy thì cứ cần nghỉ ngơi như kiểu vậy ha. Là thấy thoải mái rồi. Đó, có thể là phục hồi sức khỏe rồi đi quay những cái cảnh khác nữa cho cô chú anh chị xem ha. Yeah. Đó, đây là mền gối. Trên cái chỗ con tâm này đó vậy thì nó rất là lạnh luôn. Nó được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai ha. Đây là cái mền của nó nè. Ồ, cực kỳ dày. Đó. Đây là cái gối tông sạc tông màu tím ha. Rồi ai muốn nằm võng chơi á thì nằm võng. Đó. Còn đây thì có một du khách khác. Đó. Đang nằm bấm điện thoại ha. Để nghiên cứu thông tin này nọ. Bởi vì nằm giữa núi rừng nhưng mà có thể kết nối với thế giới ha. Bây giờ dễ mà. Rồi, đi tiếp. Tiếp xem cái cảnh xung quanh đây. Wow. Ủa, đi rồi. Đó, bên kia là nhà ha, nhà của người dân tộc, nó là đơn sơ luôn. Biển số 82 là ở Con Tum. Có cái vọng cũng lý tưởng ha. Đó, đây có một cái mô hình này nọ, dễ thương quá. Đẹp ha. Trong nhà nghỉ nhìn ra ha. Mệt gối để buổi tối ngủ. Đây dạ. Đây là cái màn.
Ôi cái mùng cuốn lại. Đây, nằm chút. Nghỉ lưng chút ha. Đi nhiều quá vì mệt lắm. Mà thì phải ngủ chút xíu lấy sức ha. Chỗ này nó hơi chặt ha. Được. Mệt thì cứ nằm ngủ thôi. Đuối thiệt thôi. Nằm tí xíu cho nó khỏe. Nằm tí xíu cho nó khỏe ha. Nó rồi mới đi quay tiếp cảnh cho vị xem ha. Ngoài đây có người dân tộc nè. Giữa chốn núi rừng. Núi rừng ha. Wow, vui quá chừng vui. Wow. Núi rừng. Vui quá chừng. Đó bên kia có nhà của người dân tộc đó. Đó vậy thấy không? Cuộc sống của travel đó, travel YouTuber đi qua du lịch ha. Đó là như vậy. Ngoài đây thì có chỗ để dép. Dép các kiểu ha. Dép bỏ ngoài đây.
Trong đây là cái chỗ ngủ nghỉ ngơi của nhà. À, cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha. Bye.